Thế là làm ở Nam Thuận à? Làm mấy tháng rồi? Hả? Làm tới cái đợt đến nhóm nhà anh hay làm trước đấy rồi? Hả? Làm cái đứa đợt đến nhóm nhà anh hay làm trước đấy rồi? Bạn ở đây cứ bỏ đường đất đi vào là ra riêng anh làm đội bóng để đá, cứ bỏ đường đất đi vào đây.